Tàu điện ngầm ở Trung Quốc, công nghệ nhận diện khuôn mặt được sử dụng rộng rãi tại Trung Quốc, từ nhận diện tội phạm tới theo dõi mức tập trung của sinh viên trong lớp học, tờ sao China Morning Post SCMP vừa cho biết, hệ thống tàu điện ngầm phía Nam thành phố Thâm Quyến đã bắt đầu sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để những người hơn 60 tuổi có thể đi lại miễn phí mà không phải trả tiền vé. Các thành phố khác như Tế Nam, Thượng Hải, Thanh Đảo, Nam Kinh và Nam Ninh cũng đang thử nghiệm hệ thống này. Công nghệ tại Thâm Quyến được ứng dụng cho 18 trạm dừng chân. 28 cổng tự động và 60 quầy bán vé tự động, sản phẩm của hãng Tencent được triển khai rộng khắp các tuyến metro trong thành phố. Công ty này có kế hoạch mở rộng hình thức miễn trả vé tàu điện ngầm cho các cựu binh, hiện mức độ triển khai công nghệ này đang tiến triển tốt. Theo thống kê, có khoảng 500 người quét nhận diện khuôn mặt để trả tiền vé tại thành phố Tế Nam mỗi ngày. Trong khi đó, quét nhận diện khuôn mặt mua thực phẩm và dịch vụ không phải hiện tượng lạ tại Trung Quốc. Theo Wall Street Journal, Cả hai gã khổng lồ về dịch vụ thanh toán của Trung Quốc là Alipay và WeChat đang cạnh tranh lắp đặt các kiosk, giúp khách hàng có thể thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt. Theo khảo sát năm 2018 của Hiệp hội Ngân hàng Thanh toán Trung Quốc, 85% khách hàng được hỏi hài lòng với hình thức thanh toán sinh chắc như dấu vân tay hoặc quét khuôn mặt.